Kính thưa quý vị, Nguyễn Hồng Nhung đang đứng ở trong trường quay của phải nói là một cuốn DVD mà Nhung nghĩ rằng là tất cả Nhung gặp tất cả những anh chị em nghệ sĩ trong hậu trường thì Nhung rất là bất ngờ. Tại vì khi mà anh Nguyễn Huy Điền, nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền mời Nhung trong cuốn này thì thời gian Nhung đã được cùng với anh ấy đồng hành ở trong những chương trình của anh ấy cũng rất là nhiều năm. Anh em thì cũng chơi với nhau và chưa có một cái thời gian để mà thực hiện một cái bài hát nào mà thu riêng cho anh ấy như ngày hôm nay. Cho nên là với cảm xúc của Nhung, nếu mà hỏi lúc này thì Nhung cảm thấy là rất là choáng ngợp, tại vì là cái sự đầu tư của anh ấy nó rất là kỹ lưỡng. Một người mặc dù là anh ấy là không phải cái công việc này là một cái công việc chính, nhưng mà vì đam mê, vì yêu thích mà anh ấy đã đầu tư rất là nhiều. Và đặc biệt Nhung thấy một điều rằng là tất cả các anh chị em nghệ sĩ ai cũng thương anh ấy. Tức là họ dành tình cảm cho anh Điền rất nhiều. Và cũng giống như Nhung vậy, khi mà anh Điền anh chỉ cần bấc máy lên anh ấy mời Nhung thôi là Nhung bảo vâng, rất là hân hạnh để mà để đóng góp cho một cái vai trò nhỏ bé của mình ở trong chương trình của anh. Và ca khúc Giấc Mơ Hôm Xưa của anh Nguyễn Huy Điền mà lần này Nguyễn Hồng Nhung trình bày, đó là một ca khúc mà Nhung khá là thích thú. Tại vì sao? Là tại vì ca khúc này đã có rất nhiều người ca sĩ đã thể hiện trước Nhung và cover, cũng như là các bạn yêu thích âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Huy Điền đã cover rồi. Khi mà Nhung lên YouTube để Nhung tìm thì Nhung thấy rằng là rất là nhiều những cái version khác nhau. Và điều đó làm cho Nhung cũng đấy là một cái sự trải nghiệm nó khá là thú vị, để mình làm sao để khi mà mình hát thì nó sẽ không giống những cái version đã qua. Và chính vì thế cho nên là khi mà anh Sĩ Đan là người hòa âm trong Âm Nhung bản nhạc này thì Nhung khi mà nhận được bản hòa âm thì Nhung làm việc trong phòng thu, thì Nhung có nói chuyện với anh Điền là anh ơi, em sẽ biến cái bản này của anh nó thành một bản khác, vậy anh có trách em không? Thì anh Điền anh nói là em gửi qua đây để cho anh nghe. Thì khi mà Nhung gửi qua, Nhung thu xong Nhung gửi qua bản ROM, mix, bản mộc thì anh Điền anh nói là hay quá. Rồi anh ấy thách tiếp đấy nữa là anh nói là hay quá. Đến hai lần anh ấy nói chữ hay quá. Và Nhung cảm thấy là hay quá tức là như thế nào, anh cũng nhận xét cho em biết là anh khen lịch sự hay là khen như thế nào. Thì anh Điền anh nói là không, anh là người nhạc sĩ, nếu mà có vấn đề gì là nhạc của anh, mà nếu mà anh nói thật sự là anh đã, nếu mà anh biết rằng em đã không tạo nên một sự khác biệt và em không làm một điều gì đó đặc biệt thì anh đã không mời em. Chính vì thế cho nên là Nhung nghĩ rằng là anh ấy đã giao phó cho mình một cái bài hát đã có nhiều những cái sự trải nghiệm rồi. Nhưng mà với Nhung thì đây là cái thể loại nhạc lần đầu tiên mà Nhung hát. Có thể là rất là ít khi nào mà Nhung trải lòng với một cái ca khúc nó khá là du dương như thế này. Rồi cái tiếng sáo, rồi tất cả mọi cái. Nó nói về một mối tình của một cô gái, vẫn là một câu chuyện tình muôn thuở, là cô ấy bị chàng trai đi bên người khác và gian dối. Nhưng mà Nhung đã làm cho ca khúc nó thành một cái phong thái khác. Nó không phải là sự du dương êm dịu nữa, mà đây là một cái sự nuối tiếc, như là một cái câu chuyện, kể lại một câu chuyện tình của chính bản thân Nhung. Và có những cái lời mà Nhung muốn nhắn nhủ đến người đàn ông của mình ở trong ca khúc này. Và một lần nữa thì với một cái sự đầu tư như thế này thì Nhung tin chắc chắn rằng đây sẽ là một trong những chương trình mà rất thành công, bởi vì không phải chỉ sự góp mặt của rất nhiều những ngôi sao hạng A, mà bởi vì anh Điền là một người nhạc sĩ xứng đáng để được yêu thương, và xứng đáng được cái sự đam mê này, xứng đáng được quý vị ủng hộ và thương anh ấy nhiều hơn nữa. Và xin chúc cho anh sẽ tiếp tục với niềm đam mê của mình. Và một lần nữa cảm ơn anh đã cho Nhung góp mặt ở trong cuốn DVD lần này. Cảm ơn anh. Bye. Thôi anh hãy về bên ấy, vui trong vòng tay mới, đừng quên giấc mơ hôm xưa. Tim em bây giờ đã chết, khi ân tình đã hết, vui quên với thời.